Hôm nay anh sẽ nói về cái sử dụng cái load layout ở trong trong thằng Laravel. Thì bình thường ở trong Laravel á, cái thư mục view này này, visual view này này. Bình thường thì các bạn sẽ có thêm một cái thư mục trong cái view này, sẽ có thêm một cái thư mục gọi là layout nữa. Anh sẽ tạo ra một cái document. Sẽ có những phần bullet view đó giật đó. Có thể là do máy anh thôi chứ không phải do mạng đâu, vì là máy của anh dùng nó đang cảm giác nó hơi nặng. Không biết là phải là do record không? Các bạn cảm thấy ổn chưa? Ai chưa join thì join đi nhá. Mất 10 phút rồi. Có up lên nhé. Anh sẽ có một cái ví dụ về view như thế này để chúng ta áp dụng nó. Nên cảm giác nó bị mất thời gian và mấy cái linh tinh quá. Ok, anh sẽ chạy cái project của mình lên. Các bạn còn nhớ cách chạy project lên không? Chúng ta sẽ start nó lên. Bật Laravel lên trước này. Đó, các bạn nhớ bật Laravel nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ dùng cái service MySQL của thằng Laravel đấy. Phần nào không hiểu các bạn sẽ hỏi luôn nhé. Thống nhất với nhau là như vậy. Anh sẽ bật Laravel lên, chạy project lên đã. Artisan server. Rồi ok. Có bạn nào bật loa đấy. Rồi chạy lên đã. Chúng ta chạy cái cổng default là 8000 như thế này. Hơi chậm thật. Do máy thôi, cái này là do máy thôi. Ok, các bạn thấy là nó sẽ không tìm thấy cái view nào như thế này cả. Đó, kệ nó đi. Quay trở lại cái phần này. Chúng ta sẽ định nghĩa một cái router để có thể chạy default lên đã. Thì quay trở lại đây chúng ta sẽ có phần router. Có router test à, nhưng mà chưa có view. Đó, anh sẽ return về một cái gì đó, ví dụ như là đây. Đó. Ok. Thì anh giả sử anh có một cái giao diện như thế này. Anh sẽ tìm cái giao diện đó đã. Các bạn chờ một chút. Anh sẽ sử dụng một cái giao diện để nói về việc chia layout.
rất nhiều. Ok, chúng ta sẽ dựng một cái đây. Trong view này anh sẽ tạo ra một cái layout như thế này. Và layout này anh để tên là Master Layout. Nó sẽ là Master Layout. Để là master.blade.php. Đó. Thì chúng ta sẽ có được cái thư mục layout này. Và anh giả sử ở đây. Anh quay vào cái router backend này. Anh giả sử anh có một cái router REST tên là Dashpost với cái controller anh để là Dashpost. Index là sẽ như vậy. Anh sẽ tạo ra một cái router này. Thì đồng nghĩa với việc là anh sẽ phải tạo ra một cái controller này. Đây. Anh sẽ tạo ra controller này. Đó, à, sorry. Anh sẽ tạo nó nằm trong thư mục backend. Như thế này. Mở lên này. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có trong backend, anh xóa, tạm xóa cái này đi. Trong backend này anh sẽ tạo ra file index. Index. Return view. Đó. Thì anh sẽ có backend và anh có thư mục index như thế này. Dashpost. Dashpost.blade.php. Đó. Và anh sẽ load vào thôi. Thì đường dẫn ở đây nó sẽ là backend. Backend.dashpost. .index. Như thế này. Thì anh sẽ tạo ra trong index này, anh sẽ tạo ra một file index.blade.php. Index này, .blade.php như thế này. Anh set nó lại. Đó. Anh chạy cái router của anh lên, nó sẽ là backend như thế này. Và folder nó sẽ là dashpost. Anh làm như này mặc dù là cái layout nó đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ là chính là những cái thực tế các bạn làm đấy nhá. Cái router của chúng ta sẽ là dashpost. Cái này chúng ta sẽ bỏ, chúng ta để mặc định như này.
thì có nghĩa là khi chạy với cái router prefix là admin ấy, thì nó sẽ chạy thẳng vào controller dashboard này, chính là cái bảng điều khiển ở trong thằng backend mà chúng ta hay nhìn thấy ấy. Đây, anh sẽ bỏ này đi, chúng ta chạy như này. Ủa, nó đang báo lỗi là dashboard controller chưa tìm thấy. À, rồi. Tại vì là các bạn biết vì sao không? Các bạn biết vì sao nó không hiểu cái này không? Các mình có biết vì sao không? Đây, có biết vì sao mà nó báo cái lỗi này không? Dashboard controller not found này. Đây này. Mặc dù router của chúng ta ở đây đã khai báo rồi, thì các bạn biết là đúng rồi đấy, trong Laravel ấy, trong Laravel nó controller nó chỉ hiểu đến đây thôi, có nghĩa là sau controller nó sẽ là file controller luôn, nó sẽ là file controller. Thế nên là khi mà các bạn muốn định nghĩa router đến cái file controller đó ở trong web này này, đây này, thì các bạn phải khai báo cái namespace. Nó sẽ phải khai báo namespace cho cả cái group router này. Thì chúng ta sẽ thêm một cái là namespace đây như thế này. Namespace như thế này. Khi mà các bạn muốn tổ chức code thành các phần khác nhau, ví dụ backend, frontend, mà muốn code của backend và frontend ấy, nó nằm ở các controller khác nhau á, à nó nằm ở các thư mục khác nhau á, thì khi khai báo router các bạn sẽ phải khai báo namespace đúng theo cái folder này. Đây, anh chỉ cần khai báo như thế này. Đó, ok chưa? Đó, các bạn phải khai báo như vậy là được. Đây, thì chúng ta sẽ được cái kết quả là như thế này. Comment những phần là được chưa? Bây giờ chúng ta chạy backend lên này. Namepay. À, anh viết bị sai chữ namepay này. Đó, chữ namepay anh viết sai. Đó, thì lúc này nó đã load được cái layout của chúng ta lên. Các bạn nhìn thấy chưa? Sau khi nó load lên rồi thì chúng ta sẽ xử lý tiếp. Thì các bạn thấy là à, nó đang load cái folder dashboard index này. Đây, để chúng ta có thể nhìn rõ hơn này. Anh sẽ đi chậm đấy nhá. Ok chưa? Và anh giả sử là anh có cái admin như thế này. Chúng ta đang có một cái master layout nằm ngoài này. Đó. Đây. Anh giả sử anh có một cái admin. Giả sử đây là cái giao diện admin của các bạn đấy. Admin panel. Anh sẽ dành một chút để anh nó sẽ có các phần đơn giản như thế này. MS ơi. Ơi. MS đây. Cái gì cơ? Em chỉ cho người, em cũng cài vào máy anh rồi. Em đang bảo anh hay là bảo bạn nào đấy? Anh giả sử anh sẽ có cái layout như thế này. Rồi.
Anh sẽ tạo một cái layout đơn giản để các bạn nhìn được đã. Bạn nhìn thấy nó đã. Sau đó anh sẽ có một cái layout như thế này. Như vậy đây. Và chúng ta sẽ có mình chạy lên đây. Thì khái niệm đầu tiên trong cái bullet mà anh muốn nói đến đó chính là kế thừa. Kế thừa layout trong bullet nó sẽ dùng cái khái niệm đó với cái key là extend như thế này. Extend và trong đây sẽ là đường dẫn của layout mà chúng ta kế thừa. Chúng ta sẽ gọi là master layout đây. Hiểu. Ok chưa? Và cú pháp của nó sẽ như thế này. Đó. Thì các bạn quay trở lại cái phần của chúng ta này. Quay trở lại cái phần admin, chúng ta đang load cái layout ở trong thằng backend dashboard index. Chia layout thì đúng hơn. Khái niệm này nó gọi là chia layout. Thì các bạn thấy là ở trong thằng index, này này, cái layout của nó đang là như thế này. Anh sẽ xóa đi. Và khi mà anh xóa đi và chạy lên ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó trắng tinh như này, không có gì cả đó. Và nó sẽ sử dụng cái extend để kế thừa layout. Thì cái hàm extend này nó giống như hàm view, nhá, và nó tương đương với hàm include. Thực chất bản chất là thằng PP nó xử lý nó giống như mấy cái hàm này, include và require này, của PP ấy. Hiểu không? Để nó kéo cái file master layout vào trong cái file index này, anh muốn kế thừa cái file layout này, đó, thì anh sẽ ném nó vào đây, bằng cái đường dẫn là layout.master. Ừ, như thế này. Ok chưa? Lúc này chúng ta chạy lên này, thì chúng ta sẽ nhận được một cái layout nó như thế này. Anh đang CSS nhưng mà đây nó đang chưa đúng với ý của anh rồi. Quay trở lại đây nhá. Chúng ta sẽ có được cái layout như thế này. Top left, footer sẽ là clear left. Bốt đi cho nó không tràn lên. Các bạn chưa cần quan tâm cái này vụ main 2 này. Rồi. Chúng ta quay trở lại cái master này. Chúng ta có danh sách các menu ở đây. Refs như thế này. Đó. Ví dụ đây là trang quản trị của chúng ta. Chúng ta sẽ có phần dashboard. Chúng ta sẽ có các phần như là product, đó, sau đó chúng ta sẽ có các phần như là
category. User, anh giả sử như vậy, nó left right cái class left right của anh sao chưa được nhỉ? Left right which này sao chưa chưa nhận class luôn. Để anh dựng cái layout lên cho các bạn nhìn nhá. À đây đây, có màu đây rồi. Các bạn nhìn thấy một màu trắng và một cái màu mờ mờ, thành ra nhìn nó hơi ảo. Đây, để nét lên như thế này cho các bạn nhìn. Đây, anh giả sử như vậy. Giả sử đây là cái menu của chúng ta. Cái menu cho phần cho cái trang quản trị này, nó đơn giản như thế này thôi. Đó, thì công việc của chúng ta bây giờ là đi xử lý cái này. Anh sẽ làm một chút. Style một chút thôi, nó dễ nhìn. Đây, đại loại là chúng ta sẽ có cái giao diện backend đơn giản như thế này để các bạn hiểu về cái chia layout này. Và sự chúng ta sẽ có cái giao diện như thế này. Ok chưa? Thế vấn đề của các bạn có phải là khi các bạn xây dựng một trang quản trị bất kỳ thì cái mà các bạn sẽ làm nó sẽ gần giống như này đúng không? Sau khi đăng nhập vào thì sẽ có cái phần logout, account nào ở đây này, quản lý. Đây là menu của các chức năng quản lý. Và mỗi lần click vào từng cái chức năng quản lý này thì nó sẽ phải load ra cái giao diện. Nó sẽ load ra được cái giao diện này tương ứng với từng chức năng đó ở bên tay phải này. Ok chưa? Đó. Vậy thì làm thế nào để chúng ta làm điều đó? Thì các bạn thấy là quay trở lại cái chúng ta đang làm, các bạn thấy là khi mà các bạn load view, khi mà các bạn load view từ dashboard controller này, từ cái này, thì cái file index này là cái file view mà chúng ta load. Khi mà các bạn chưa kế thừa này thì nó sẽ trắng tinh. Đây, đúng không? Khi mà các bạn kế thừa rồi thì nó sẽ nhận toàn bộ layout của thằng cha. Đó. Ok chưa? Các bạn hiểu về cái XD này chưa? Vậy thì bây giờ anh muốn là như thế này. Anh muốn là khi mà anh kích vào thằng Product Management này thì nó sẽ phải hiển thị ra cho anh ở cái vùng bên phải này này. Là ví dụ như là danh sách các sản phẩm các thứ, nói chung là tất cả các thông tin liên quan đến thằng product, quản lý product. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ làm nó như thế này, xử lý nó như thế này. Chúng ta cũng sẽ phải có một cái router là product. Đây, chúng ta đang có router product như thế này. Đây, được chưa? Đó. Thì quay trở lại đây, chúng ta vào controller này. Thì hôm trước chúng ta đang tạo product nó ở trong bên trong này, à bên ngoài này.
chúng ta sẽ move nó vào trong backend cho nó dễ dàng. Đó, được chưa? Xóa cái này đi. Thế lúc này trong backend của chúng ta sẽ có product controller. Đây, và chúng ta sẽ sửa cái nameplate của nó là có thêm backend như thế này. Được chưa? Đó, chúng ta sẽ sửa nó có thêm phần backend như thế này. Tiếp tục, chúng ta sẽ xử lý tiếp. Ở phần index này, anh sẽ load cái view của backend lên. Đây, anh sẽ load cái view của backend lên. Anh tạm bỏ tất cả mọi thứ đi đã. Thì chúng ta cũng có view của backend rồi đúng không? Nó nằm ở trong đây. Index. Đây. Đây. Ok chưa? Anh tạm thời anh bỏ cái này đi. Đó. Thì khi chúng ta chạy backend này, à, chạy product này. Đây. Thì nó sẽ phải chạy vào đây. Có đúng không? Đó, nó đang báo là backend controller bị lỗi này. Product backend này. Rồi, anh hiểu rồi. Chúng ta sẽ phải làm một việc đó là khởi động lại server. Chúng ta sẽ phải start lại server. Các bạn Ctrl C nhé. Nó mở lại. Ctrl C mở lại là được. HTTP backend controller. Rồi, ok, anh sẽ xóa hẳn đi để tạo product controller. Đó. Và anh quay trở lại cái product controller, anh sẽ định nghĩa ra cái index. Thay đây thành product có S. Đó. Chúng ta chạy lên xem nào. Đó, được rồi này. Ok chưa? Đây. Sau đó thì anh quay trở lại đây. Thì các bạn thấy là trong backend product index này, chúng ta cũng sẽ phải kế thừa cái giao diện chính này để chúng ta có được cái giao diện tra kia, đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ extend cái thằng backend này, à sorry, layout này chấm master như thế này. Ok chưa? Sau này các bạn có thể tổ chức cái cấu trúc thư mục của mình theo ý muốn của mình nhé. Đây, anh chạy lên. Đó, thì nó sẽ load được vào đây. Như này. Ok chưa? Đó, tương tự anh sẽ đi tạo nhanh category rồi các thứ để các bạn. Chúng ta sẽ làm đủ luôn. Category này. New. Đó, và user. User controller. Đó. Ok chưa? Chúng ta có các controller rồi thì chúng ta sẽ khai báo router lại ở phần này thôi. Các bạn tạm bỏ cái này đi. Nó nhanh thì các bạn copy như này. Thì đây nó sẽ là category. Thì thông thường cái đường dẫn ở đây này, cái router URL này này, URI này này, thằng Laravel nó khuyến khích là chúng ta nên để số ít.
Đó, nên để số ít nhé. Đó, đây sẽ là user. Còn một số anh chị hay là một số bạn anh thấy họ quen thì họ vẫn để số nhiều, cũng chẳng vấn đề gì cả. Và đấy cũng chẳng phải quy chuẩn của RESTful gì cả. User này, new này, đó, category. Các bạn hiểu cái đầu bài mà anh đang đưa ra cho các bạn chưa? Đúng từng bước giống như các bạn đi xây dựng một project từ đầu này, thì chúng ta sẽ phải làm những công việc này. Ok chưa? Anh đi tiếp nhé. Chỗ nào không hiểu các bạn hỏi luôn nhé, có thể chat. Chỗ nào không hiểu hỏi luôn. Đây, anh định nghĩa nó xong như thế này rồi anh quay trở lại back end này. Anh copy cho nó nhanh nhé, tại vì chúng ta đang dùng theo đúng quy chuẩn thì chúng ta copy cho nó nhanh vào category này. Chúng ta sẽ có đó, index này, thì đây sẽ là category. Đó, các bạn thấy nó tiện không? Đó, sau đó thì chúng ta sẽ sang đâu? Sang new. New chúng ta cũng sẽ có new như thế này. Đó. Sau đó chúng ta sang user. User như thế này. Đó, được chưa? Category. Thì ở bên này anh cũng sẽ tạo ra các folder view tương ứng user này. New này. Và category. Đây. Ok chưa các bạn? Và tất cả nó đang giống nhau, đều kế thừa từ thằng master, nên là anh sẽ copy sang cho nó nhanh như thế này. Anh lưu vào category này, sau đó anh sẽ lưu nó vào trong user này, và anh sẽ lưu nó vào trong phần new như thế này. Đó, được chưa? Đúng rồi, nếu mà chúng ta làm như thế này thì mỗi lần chúng ta sẽ phải load lại layout. Mình đang dùng server render mà. Cứ bình tĩnh, sau này học sang view thì sẽ không có khái niệm nữa, nó sẽ là single page. Đúng rồi, chỉ thay đổi body. Vấn đề như thế này. Các bạn thấy là, rồi anh sẽ đi sửa ở đây đã. Anh sẽ truyền cái router vào. Thì đây sẽ là router name đúng không? Sẽ là backend.product.index. Anh sẽ đặt tên cái router nó như thế này. Anh sẽ đặt tên router như thế này cho dễ quản lý. Anh sẽ đặt như vậy. Thì ở đây nó sẽ là product này, dash post. Đó, đây sẽ là category. Đây sẽ là name. Đây sẽ là user. Đây. Ok chưa? Và quay trở lại cái phần index. Các bạn cũng sẽ đặt lại cho anh quay lại phần router name ở trong web. Các bạn cũng đặt lại cho anh cái tên tương ứng. Các bạn chỉ cần trỏ đến name như thế này, ví dụ như là backend.dashpost. Đây, các bạn thấy là trong quá trình mà chúng ta đi xây dựng project ấy, xây dựng project thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ lặp đi lặp lại những công việc mà chúng ta đã học. Thế nên là các bạn cứ làm nhiều vào thì nó sẽ nhớ, và đến khi làm lại thì nó sẽ rất là nhanh.
user new category. Đây sẽ là product. Đây. Được chưa? Và master layout này. Đó, chúng ta sẽ, cũng sẽ có các phần tương ứng như thế này. Ok chưa? Bây giờ chúng ta quay trở lại đây, load lại cái này. Đấy. Category index chưa có à? Category index đây mà. Backend category index. Category index. Ở đây của anh đang viết sai gì đó. Category. Đây thiếu. Ok, chạy lên. Sai không phải vấn đề, mà chúng ta quan trọng là chúng ta sẽ phải phát hiện ra được cái sai đó là gì. Thì các bạn thấy là chúng ta mỗi lần kích tra này, các bạn thấy là đường dẫn sẽ thay đổi này. Đó. Khi nào mà các bạn cảm thấy màn hình của mình bị đơ, các bạn kích chuột vào màn hình ấy, thì sẽ thấy rất là ok. Thì đây, các bạn thấy là user này, thì chúng ta trở đến user này. New này, các bạn trở đến new. Category, các bạn trở đến category. Và product, các bạn trở đến product. Dashboard. Đó, kiểu kiểu như vậy. Được chưa? Đó, thì vấn đề của chúng ta là mỗi lần chúng ta thay đổi cái menu này thì cái phần này nó sẽ thay đổi theo này. Đó. Thì các bạn thấy là cái giao diện này này, cả cái giao diện mà các bạn đang nhìn thấy đây, nó chỉ là một cái master layout mà chúng ta định nghĩa ở bên này. Đó, ok chưa? Và mỗi lần chúng ta load cái product category hay là new tương ứng thì nó sẽ load riêng cái phần đó, ví dụ như đây, new đây. Nó chỉ load riêng cái phần new này thôi. Và nó kế thừa từ thằng master layout này. Nên là chúng ta sẽ không phải đi định nghĩa lại cái code của thằng master layout nữa. Ok chưa? Đó. Và vấn đề của chúng ta bây giờ là làm thế nào để chúng ta có thể xử lý được là khi mà anh kích vào product, khi nào mà các bạn chỉ nghe thấy tiếng và hình nó hơi delay ấy, các bạn click chuột vào trong hình nhé, thì các bạn sẽ thấy nó ổn hơn đấy. Đó, thì bây giờ vấn đề của chúng ta cần làm đó là mỗi lần click chuột vào từng cái menu này, anh muốn lấy ra cái content của thằng này, thì chúng ta sẽ làm như sau. Thì các bạn thấy là cái content ở phần này nó nằm ở bên phải của thằng master layout. Chúng ta vào phần master layout này. Đây. Thì nó sẽ nằm là nội dung ở bên phải này. Đây. Được chưa? Đó. Thì chỗ này chúng ta sẽ xử lý code ở đây. Chúng ta sẽ xử lý code ở đây. Đó. Thì thằng Laravel cung cấp cho chúng ta một cái khái niệm, đó là một cái year này, nó tương đương với cái include. Và chúng ta sẽ truyền vào đây một cái, ví dụ như là một keyword. Anh giả sử ở đây nó sẽ là content, một cái phần chính main. Anh giả sử anh để như thế này. Đó, khi chúng ta chạy lên này thì chưa có gì cả. Đây, ok chưa? Đó, nhưng anh giả sử anh vào phần dashboard, anh vào phần dashboard bullet này, anh tạo ra một cái section, thì chúng ta sẽ có một cái keyword về mới với bullet ở đây, đó là section. Anh đặt cái section đấy là main như thế này, và anh sẽ end section. Đó, thì khi các bạn khai báo cái section main như thế này thì ở bên, và các bạn kế thừa cái master layout này, thì ở bên thằng master layout nó sẽ lấy ra được cái nội dung chứa bên trong thằng main này. Nó lấy ra nội dung chứa bên trong thằng main này nhá, và nó include vào đây, vào đúng vị trí này. Có nghĩa là cái year này nó sẽ mapping với cái section main ở bên này để nó lấy ra được cái nội dung ở trong đây. Đây, nó sẽ lấy ra được cái nội dung ở trong đây. Ví dụ anh để là cái H2. Dashboard. Như thế này. Đó.
Thì ở bên này nó sẽ lấy ra được đúng cái nội dung, tất cả những nội dung có trong phần bên này thông qua cái here này. Các bạn hiểu cái nguyên tắc mapping của nó chưa, liên kết giữa thằng master layout với các layout con chưa? Thì những thằng như that post category new product hay là user, anh tạm gọi nó là các layout con, được chưa? Đó, và khi các bạn khi chạy nó lên thì nó sẽ mapping được và nó sẽ lấy ra. Ví dụ ở đây chúng ta chạy vào đây. Hình như là chưa xếp cái gì đó, hoặc là anh đang bị sai à? Rồi, anh bị lộn một chút. Đây, thì nó sẽ lấy theo cái keyword này. Anh bị lộn cái keyword here này. Nhìn lại nó khá giống nhau. Here main này. Và trên đây của anh section. Last post là main. Master cũng là main. Anh chạy thử lên nào. Main section main. End section. Chúng ta đã định nghĩa đúng chưa nhỉ? À, đúng mà. Chờ một chút. Con chờ index này kia này. Last post layout master. Layout master của chúng ta là ok này. Lấy cho thằng right. À, nó kéo được vào rồi các bạn ạ. Nhưng mà đây đang bị ảnh hưởng bởi CSS. Nó tụt tít ở dưới này. Thằng nào cũng thấy bị sai. Đây, anh sẽ chỉnh CSS một chút nhé, để chúng ta làm nó chuẩn hơn này. À, anh sẽ để đây khoảng 700. Float nhé. Đó. Đây. Đây, anh sẽ nói lại cái chỗ này một chút. Đây. Ở trong thằng dashboard các bạn thấy là anh đang dùng một cái hàm là section. Đúng rồi, nó đang bị ảnh hưởng bởi cái float độ cao của nó, cái độ rộng của nó. Nó bị tràn xuống dưới. Đây. Thì anh đang dùng thằng section với cái key này, nó sẽ giống với thằng year ở trong thằng master này. Và hai thằng này nó sẽ liên kết với nhau thông qua cái key này. Đây, thông qua key này. Đó. Thì ý nghĩa của nó là trong thằng master, khi mà anh đặt cái year là main như thế này, thì nó sẽ lấy ra tất cả những cái layout của thằng con nằm trong section. Cụ thể là thằng con ở đây là dashboard và nằm ở trong section là main này. Nó sẽ lấy ra hết tất cả. Đó, ví dụ đây anh để ra một cái nếp như thế này chẳng hạn. Đây, giả sử như vậy thì nó sẽ lấy ra được hết. Chạy lên này. Đó. Ok chưa? Tương tự đối với phần new cũng như vậy. Các bạn cũng sẽ khai báo section như thế này. Đây, anh sẽ chỉ cần copy sang category này. Thì đây các bạn chỉ cần để là category. Đó. Sau đó anh sẽ để sang product.
Các bạn chỉ cần để là product như thế này. Đó, name các bạn cũng để là name. User cũng tương tự như vậy. Đó, thì như thế này là các bạn đã xây dựng xong cấu trúc của trang admin. Đây. Bây giờ anh chuyển menu này, product này, đó, category này, new và user. Đó, nó sẽ như thế này. Nó mình có hiểu không? Các bạn vẫn hiểu chứ? Đó, phần này đối với một số bạn thì khả năng là nó sẽ hơi dễ. Ok, đó, thì như thế này là các bạn đã xây dựng xong được cái cấu trúc một trang backend đơn giản. Và chúng ta sẽ chỉ chúng ta sử dụng đơn giản là cái section extend và year. Ok, rồi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Và còn một khái niệm nữa đó là các bạn thấy này, thì thực tế là đối với backend thì nó không quá quan trọng nhưng mình vẫn sẽ nói ở đây. Từ từ anh chưa nói hết đâu, vẫn còn nữa. Cái phần include tí anh sẽ nói. Có nghĩa là khi các bạn chuyển trang như thế này này. Đây. Đó, khi các bạn chuyển trang như thế này. Thì các bạn thấy là cái title ở trên này này. Title ở đây này, title của trang này. Nó không thay đổi. Đúng không? Đây là ví dụ nó luôn luôn là admin panel này. Đó thì chúng ta muốn thay đổi nó thì các bạn có thể xử lý như thế này. Vẫn vào master đúng không ạ? Thì các bạn bê cái này lên trên này. Ok chưa? Các bạn bê nó lên trên như vậy. Đó, các bạn bê nó lên trên đây. Sau đó thì chúng ta sẽ thay. Thì trong một trang này chúng ta sẽ có thể dùng nhiều section. Thì đây anh sẽ dùng section là page title như thế này. Nó sẽ có một cách dùng khác nữa, nhưng mà anh sẽ để đây rồi. Section. Đó, ok chưa? Ví dụ anh để là category. Thì ở các trang khác anh cũng sẽ thay đổi tương ứng. Đó. Tương tự product. Mình sẽ thay đổi như thế này. User cũng tương tự như vậy. Anh sẽ thay đổi ở phần user với cái page title như thế này. Được chưa? Và khi các bạn chạy lên thì nó cũng sẽ thay đổi theo. Này. Ví dụ anh vào dark post thì nó sẽ thay đổi ở trên này là dark post product management. Nó sẽ thay đổi là product category user. Đó, đại loại như vậy. Được chưa? Thì các bạn muốn xử lý như thế nào thì tùy vào từng bài toán của các bạn. Thì các bạn có thể xử lý nó như vậy. Ok chưa? Thì trong thực tế, chúng ta sẽ có một cái trường hợp như thế này. Đó là anh giả sử khi mà các bạn kế thừa layout các thứ rồi và chúng ta lại có thêm cái này.
Anh giả sử mỗi cái này chúng ta sẽ có một cái scrum như thế này. Và mỗi phần main này chúng ta sẽ có một cái dạng như thế này. Chúng ta sẽ có một cái table, ví dụ như vào phần new này. Anh có một cái table data như thế này. Với 600. Anh giả sử như vậy, anh có tr tb. Anh giả sử như vậy. Ví dụ vào phần new, anh có cái danh sách new như thế này. Khi mà vào trang new thì anh có cái danh sách new như thế này. Giả sử cái trang new này của chúng ta, chúng ta có cái danh sách new như vậy. Và các bạn biết là cái danh sách new này thì nó sẽ chứa danh sách các bài viết. Anh giả sử như vậy, danh sách này nó sẽ chứa danh sách các bài viết. Ví dụ đây sẽ là bài viết số 1 này. Đó, tổng số lượt view là bao nhiêu lượt xem này, bao nhiêu comment này. Đó, và ai là người viết bài này. Anh giả sử đơn giản như vậy. Khi vào thì các bạn sẽ có danh sách, sẽ có danh sách các bài viết như thế này. Đó, anh sẽ sửa tạm như này để các bạn hình dung ra được. Đó, thì anh chạy lên này. Đó, thì vấn đề tương tự đối với category cũng vậy. Khi các bạn vào trong một category thì các bạn cũng sẽ thấy là sẽ có danh sách như vậy. Anh giả sử nhé, anh lấy ví dụ như vậy. Thì nếu mà các bạn dùng, các bạn sẽ phải đi copy cái table này sang đây, đúng không? Sang product này. Đó. Sau đó thì copy table này sang user này. Sau đó copy table này sang category. Kiểu như vậy. Như thế này. Đó. Đây. Đó, vào đây sẽ có danh sách bài viết này, danh sách danh mục này. Anh giả sử như vậy. Thì các bạn thấy có vấn đề ở đây là gì? Đó là cái code này của chúng ta nó đang bị trùng lặp. Đúng không? Cùng hiển thị danh sách này nhưng mà nó đang bị trùng lặp. Đó. Thì chúng ta hoàn toàn có thể tách nó ra thành một cái file riêng. Ví dụ anh để là partition. Ví dụ anh để như thế này. Partition. Đó, anh chia nó ra. Anh chia và anh để nó vào trong partition này với cái tên file, ví dụ anh để là table view. Table view.blade.php. Ok chưa? Và anh sẽ paste cái này vào như thế này. Đó, được chưa các bạn? Thế lúc này quay trở lại cái phần new này, anh sẽ không dùng như thế này nữa, mà anh sẽ require đây. Chúng ta sẽ ném xuống đây. Đây là ví dụ thôi nhé các bạn nhé. Ví dụ trong thực tế nó sẽ còn rất nhiều cái phần khác giống nhau và trùng nhau nữa. Thì các bạn sẽ giải quyết cái bài toán như vậy. Chia nó ra. Và sau đó các bạn include nó vào. Include nó vào bằng cái đường dẫn là gì các bạn? Đường dẫn sẽ là gì?
Đường dẫn ở đây sẽ là gì các bạn? Nó sẽ là partition chấm table view như thế này. Ok chưa? Chúng ta chạy lên này, chạy vào new này. Partition table view not found. À, back end nữa. Đây. Được chưa? Đây, chạy lên này. Đó. Ok chưa? Thì tương tự các bạn chỉ cần đi include những phần khác vào. Đây. Đó, các bạn sẽ bỏ nó đi được. Thì code của các bạn nó sẽ không bị trùng lặp và nó ngắn gọn hơn rất là nhiều. Đây. Được chưa? Đó. Các bạn thấy là code của nó khá là ngắn gọn và chạy lên này. Đó, ok chưa? Và khi các bạn sử dụng cái include này thì các bạn hoàn toàn có thể truyền dữ liệu từ cái nơi mà các bạn đang đứng này sang bên cái view là table view này. Thì cách truyền dữ liệu của nó khá là đơn giản, nó giống như truyền dữ liệu từ controller ra ngoài view thôi. Thì chúng ta sẽ truyền như sau. Thì ở đây nó sẽ truyền dưới dạng mảng như thế này. Nó sẽ là dấu ngoặc vuông như thế này. Và chúng ta sẽ có tên biến truyền sang, ví dụ như là anh để là biến data đi. Đó. Và sang bên kia chúng ta sẽ truyền sang một cái data, ví dụ anh để là một cái mảng như thế này. Giả sử như vậy thì sang bên tầng table view các bạn sẽ lấy ra được cái biến data này. Đây, thử nhá. Thì sang bên này này, partition, các bạn hoàn toàn có thể lấy ra được cái dữ liệu đó. Chúng ta sẽ dd ra để các bạn có thể xem được. Đây, anh sẽ dd cái biến data ra. Đây. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ lấy ra được cái data. Chúng ta đang đứng từ đâu để truyền sang nhỉ? Chúng ta đang đứng từ user đúng không? Đây. Chúng ta click vào user này. Đó, các bạn sẽ thấy lấy ra Nguyễn Văn A này. Được chưa? Đó. Quay trở lại đây. Đó. Thì vấn đề của chúng ta bây giờ là làm thế nào để chúng ta có thể, giả sử như từ controller chúng ta sẽ lấy ra được danh sách và in cái data này ra, thì chúng ta sẽ làm như sau này. Ở bên trong này chúng ta sẽ chỉ đi duyệt dữ liệu này. Chúng ta sẽ kiểm tra là nếu mà cái data này của chúng ta là khác empty. Đây. Và chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra như thế này. Nếu mà nó khác empty. And if ở dưới này. Thì chúng ta sẽ đi for x. For x cái data s item. Đây là anh lấy ví dụ nhé. And for each. Đây, kiểu như vậy. Được chưa?
Giả sử như vậy, và anh mỗi lần anh đánh ra được cái name như thế này, lần lần lên, chúng ta lấy ví dụ thôi nhé, bởi vì là nó sẽ mỗi cái đối tượng quản lý nó sẽ khác nhau. Đây đây, à, hashtag, mình để đây ví dụ là edit, delete. Anh chạy lên này, đó thì nó đang báo là không có biến đề, thì ở trong user chúng ta đang truyền sang mà. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ truyền sang như thế này, nếu mà có user thì chúng ta truyền, không có thì chúng ta sẽ là năng như thế này, đó chúng ta sẽ viết như vậy, đó thì không có này thì chúng ta sẽ không có gì này. Đây được chưa? Đó, tương tự ở đây chúng ta sẽ truyền sang như thế này, nhưng ở đây nó sẽ là product, đó ở đây nó sẽ là new, đó và ở đây nó sẽ là category. Các bạn thấy dữ liệu và các bạn thấy nó ngắn gọn không? Nó khá là dễ hiểu. Đây, như thế này. Chúng ta chạy lên. Đó. Thì khi chưa có dữ liệu, chưa có gì thì nó chưa có gì cả. Đó. Và các bạn biết là ở trên controller thì nó sẽ có nhiệm vụ là trả về dữ liệu cho cái thằng view này. Đó. Anh giả sử anh vào trong controller product, à category, anh trả về một cái biến category như thế này. Trả về một cái biến category làm cái mảng như thế này, nó sẽ có name là laptop, đó nó sẽ có name ví dụ như là desktop, mobile chẳng hạn như vậy. Anh có danh sách các danh mục như thế này, tablet. Đó. Và anh truyền cái category này ra. Truyền nó ra bên ngoài. Như thế này. Đó, anh sẽ truyền nó ra như thế này. Ok chưa? Và khi các bạn chạy lên này, ví dụ như là category, thì các bạn thấy à, chúng ta truyền được ra cái danh sách như thế này. Và sau này chúng ta sẽ xử lý công việc, ví dụ như là sửa xóa ở ngoài này. Được chưa? Nó hơi hơi ấy à, hơi chậm à. Đây. Thì tương tự với product cũng tương tự như vậy. Đây là anh demo nhá. Chứ thực tế là chúng ta sẽ phải lấy dữ liệu từ database các thứ ra nữa. Ví dụ như là answers chẳng hạn như vậy. Đó. iPhone 1 12 19 là sử như vậy. Đây. Đúng rồi, chắc là anh nghĩ là hôm nay anh record bằng cái record của thằng Zoom ấy. Đây, và chúng ta sẽ truyền ra cố lắm. À, buổi trước các bạn học có bị giật như thế này không? Buổi trước có bị không? Bởi vì là hôm nay là anh đang ngồi ở quê. Anh đang ngồi ở nhà, có thể là mạng nó sẽ không tốt bằng ở trung tâm. Ừ, rồi. Ok, thế thì hiểu vấn đề rồi. Đây.
khi anh chạy lên anh chuyển này. Product đây sẽ product này. Đó các bạn thấy chưa, thì chúng ta quản lý nó khá là dễ dàng. Category này, category này, product này. Đó các bạn hiểu cái phần này chưa, các bạn hiểu cái phần load layout này chưa? Thế đối với phần blade layout thì anh sẽ dừng lại tại đây. Đó, chúng ta tạm thời làm như này trước, đủ để các bạn có thể dựng được một cái cấu trúc cho một trang backend, kể cả frontend cũng tương tự như vậy. Đó, blade thì nó còn rất nhiều cái khái niệm khác nữa, ví dụ như là show này, stack, put các thứ này.